Sau 14 ngày tìm kiếm, cứu nạn, gần 400 bộ đội rời thôn Làng Nủ. Sau 14 ngày tìm kiếm thi thể các nạn nhân, vụ lũ quét, gần 400 bộ đội của Quân khu 2 và biên phòng sẽ rút khỏi thôn Làng Nủ. Việc tìm kiếm những người mất tích được bàn giao lại cho lực lượng địa phương. Ngày 24 tháng 9, quân nhân của các đơn vị tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân, vụ lũ quét sạt lở đất sẽ rời thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Việc tìm kiếm những người mất tích vẫn được bàn giao lại cho lực lượng địa phương. Chia sẻ với Báo Pháp Luật TP.HCM, một chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 Quân khu 2 cho biết, trong những ngày qua, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã rất nỗ lực, làm hết sức mong tìm thấy bà con. Tuy nhiên, vẫn còn những thi thể chưa được tìm thấy, khiến nhiều người rời đi hôm nay cảm thấy ngậm ngùi, tiếc nuối. Được biết, sau 14 ngày tìm kiếm, riêng lực lượng của Sư đoàn 316 Quân khu 2 đã tìm kiếm được 22 thi thể nạn nhân tại thôn Làng Nủ. Lực lượng quân đội có mặt từ ngày đầu sau khi vụ lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ. Trong đó, Sư đoàn 316 huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, huy động khoảng 40 người. Trường trung cấp 24 biên phòng tăng cường 2 phiên đội chó nghiệp vụ, huấn luyện viên. Lực lượng tìm kiếm tổng cộng khoảng 650 người. Tính đến nay, cơ quan chức năng xác định đã có 55 người thiệt mạng trong trận lũ quét, 12 người vẫn đang mất tích. Tái sinh thôn Làng Nủ. Thôn Làng Nủ đau thương đang dần được tái sinh bằng tất cả tấm lòng của đồng bào cả nước. Chiều 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi công xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Khu tái định cư này được xây dựng tại khu vực đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, khu tái định cư này có diện tích 10 ha, đạt khoảng 1.000 m2 một hộ gia đình. Đợt này, tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với các đơn vị xây 40 căn nhà 2 tầng có thiết kế theo lối nhà sàn truyền thống của người Tày. Cùng với nhà ở, tỉnh cũng xây dựng các công trình như trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện nước để người dân có cuộc sống ổn định, lâu dài. Trong khi khu tái định cư thôn Làng Nủ chính thức khởi công, thì 23 căn trong khu nhà tạm được xây dựng bằng khung thép trên mặt bằng rộng 2.000 m2 với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tài trợ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong ngày hôm nay. Đây là một tin đáng mừng cho người dân thôn Làng Nủ nói riêng và đồng bào cả nước nói chung, bởi sau cùng của những đau thương mất mát là tình đoàn kết, là nghĩa cử cao đẹp của đồng bào cả nước khi Làng Nủ gặp nạn. Một số hình ảnh khu nhà tạm cho những hộ dân thôn Làng Nủ trong khi chờ khu tái định cư hoàn thành. Khu nhà tạm cho người dân thôn Làng Nủ đã hình thành. Trước mắt, người dân thôn Làng Nủ sẽ ở trong khu nhà do tập đoàn Vingroup tài trợ xây dựng. Chủ tịch tỉnh Lào Cai quyết tâm tái thiết xây dựng Làng Nủ nghĩa tình, đáng sống. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng các bộ ngành cam kết triển khai, xây dựng, hoàn thành khu tái định cư Làng Nủ trước ngày 31 tháng 12. Chiều 21 tháng 12 dưới cái nắng gay gắt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, lễ khởi công xây dựng khu tái định cư Làng Nủ đã được tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết thời gian qua, địa phương này và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung đã chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do bão số 3 và hoàn lưu bão. Với những mất mát đau thương phải gánh chịu, nhân dân tỉnh Lào Cai đã nhận được sự sẻ chia, quan tâm, động viên, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả trong và ngoài nước. Ông Trường nói, đặc biệt ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến thôn Làng Nủ, thăm hỏi động viên người dân, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích. Đây là sự quan tâm hết sức lớn lao ý nghĩa đối với tỉnh Lào Cai nói chung và thôn Làng Nủ nói riêng. Hiện tỉnh Lào Cai đang từng bước khôi phục cuộc sống, trong đó tập trung vào công tác tìm kiếm người mất tích, điều trị cho những người bị thương, đẩy nhanh việc sắp xếp nơi ở mới cho bà con, ông Trường chia sẻ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc phải có nơi tái định cư cho bà con thôn Làng Nủ ổn định cuộc sống trước ngày 31 tháng 12, tỉnh Lào Cai đã tập trung nguồn lực của địa phương, phối hợp với các bộ ngành, đơn vị chuyên môn, chuyên gia, cùng bà con nhân dân khảo sát địa điểm, thống nhất vị trí và phương án quy hoạch xây dựng khu tái định cư Làng Nủ. Hơn 40 gia đình bị ảnh hưởng, trong đó nhiều người sẽ không thể tìm lại được những gì có trong quá khứ. Dù vậy, với sự chung tay của đồng bào, các cấp chính quyền địa phương, nhân dân Lào Cai sẽ hướng đến một tương lai mới cùng nhau xây dựng làng Nủ tốt đẹp, đáng sống, an toàn, nghĩa tình. Mọi khó khăn mất mát rồi sẽ qua đi. Chúng tôi tin tưởng rằng một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với mảnh đất này, ông Trường bày tỏ. Cũng tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, với mong muốn chung tay giúp bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ có thể sớm ổn định cuộc sống, Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi thống nhất với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, báo cáo cũng như được sự đồng ý của Thủ tướng đã ngay lập tức lên phương án xây dựng khu tái định cư làng Nủ. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, ý nghĩa. Sau lễ khởi công hôm nay, mọi việc sẽ được triển khai gấp rút với sự huy động tối đa các nguồn lực để tái thiết làng Nủ hoàn thành khu tái định cư trước ngày 31 tháng 12, ông Quang nói. Cũng theo ông Quang, sau khi khu tái định cư được hoàn thành, Quỹ Tấm Lòng Việt sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như hỗ trợ tối đa để các em học sinh, sinh viên có điều kiện học tập, làm việc sau khi học xong. Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ thi công xây dựng khu tái định cư làng Nủ khẳng định, đơn vị này quyết tâm hoàn thành khu tái định cư trong thời gian sớm nhất có thể. Ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Bằng tình cảm trách nhiệm cao nhất, chúng tôi sẽ huy động tối đa nguồn lực, máy móc tham gia thi công, làm việc ngày đêm, cam kết trước ngày 31 tháng 12 sẽ bàn giao khu nhà ở về cho bà con, ông Lực nhấn mạnh. Tình trạng sức khỏe bé gái 11 tuổi ở thôn Làng Nủ bị lũ quét vùi lấp. Bé gái 11 tuổi, nạn nhân vụ lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ, vẫn trong tình trạng nặng sau gần 2 tuần được điều trị. Bé gái Mông Hoàng Thảo Nờ, tên viết tắt, 11 tuổi, dân tộc Tày, được phát hiện sau khoảng 2 tiếng kể từ khi trận lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, khi bị chìm dưới bùn nước. Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện tại địa phương, đặt nội khí quản, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vì quá nặng, tiếp đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngày 11 tháng 9. Bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng viêm phổi do đuối nước và hít bùn đất, biến chứng ARDS, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, đa chấn thương, gãy xương đòn phải, đụng gập gan phải, tổn thương phần mềm nhiều nơi, theo dõi sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng, rối loạn đông máu, DIC, hội chứng tiêu cơ vân cấp. Bệnh nhi đã được hội chẩn nhiều lần toàn bệnh viện bởi các chuyên gia hàng đầu, có sự tham gia của cả chuyên gia Nhật Bản để cùng tìm ra phác đồ điều trị tốt nhất. Sau 2 tuần được điều trị và chăm sóc tích cực, hôm nay 24 tháng 9, bệnh nhi N có một số cải thiện như tỉnh táo, có thể nói chuyện, ăn qua xôn, ống thông và đi ngoài ngày 2 lần phân vàng. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy, phối hợp nhiều kháng sinh, dinh dưỡng, phục hồi chức năng. Vấn đề nghiêm trọng của bệnh nhi là phổi do đã hít phải bùn đất và ngâm nước trong thời gian dài. Phim chụp cho thấy phổi vẫn có nhiều ổ áp xe, ho nhiều đờm. Chiều nay, bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn để tập trung mọi nguồn lực tốt nhất điều trị cho bệnh nhi. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Trực tiếp tham gia hội chẩn và chỉ đạo chuyên môn ekip điều trị cho bệnh nhi, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã chỉ đạo tập trung cao nhất mọi nguồn lực để cứu chữa và chăm sóc bệnh nhi. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm hỏi động viên bệnh nhi N. Bộ trưởng chia sẻ những mất mát mà gia đình bệnh nhi và những nạn nhân trong đợt mưa lũ vừa qua phải gánh chịu, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.